Chuyện chưa từng kể, phi công Việt Nam hèn hạ cướp máy bay bỏ trốn sang Trung Quốc. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với một sự kiện chấn động không thể quên trong lịch sử quân sự nước nhà. Việt Nam, một miền đất giàu truyền thống lịch sử, luôn đối mặt với biết bao thách thức từ thù trong giặc ngoài. Giữa lúc tình hình chiến sự vẫn nóng bỏng tại biên giới, một vụ việc đã khiến cả dân tộc phải sốc. Một chiếc máy bay quân sự UH-1 bị chính những người đồng đội của ta cướp đi. Những kẻ này đã phản bội lại lòng tin của nhân dân, tước đoạt chiếc trực thăng và mang nó sang Trung Quốc với hy vọng đổi đời. Hành động này không chỉ là một sự phản bội ghê tởm mà còn để lại một câu hỏi lớn. Thực sự điều gì đã dẫn đến quyết định điên rồ này? Những kẻ phản bội sẽ phải gánh chịu cái giá nào cho hành động của mình? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về vụ việc đầy bất ngờ này và những hệ lụy nghiêm trọng mà nó gây ra trong video ngày hôm nay. Trực thăng UH-1 mang số hiệu 576 được biên chế tại Sở Chỉ huy của Quân chủng Không quân tại sân bay Bạch Mai, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ cấp cứu và trinh sát. Ngày nào cũng vậy, chiếc máy bay này tham gia vào các chuyến bay của nhiều đơn vị khác nhau. Tuy nhiên, sáng sớm ngày 30 tháng 9 năm 1981, lực lượng bảo vệ sân bay Bạch Mai trong lúc kiểm tra phát hiện ra chiếc trực thăng UH-1 số hiệu 576 đã biến mất một cách bí ẩn. Ngay lập tức thông báo về việc mất máy bay được phát đi, báo động toàn sân bay. Qua điều tra, người ta phát hiện ra rằng sau khi cất cánh khỏi sân bay Bạch Mai, chiếc máy bay này không chỉ bay mà còn hạ cánh xuống phường Phúc Xá, quận Ba Đình, nơi một nhóm người đã chờ sẵn để đón lên. Sau đó, chiếc trực thăng này tiếp tục bay thẳng sang Trung Quốc. Các tên không tặc tỏ ra rất chuyên nghiệp và hiểu biết về không phận Bắc Việt Nam. Thủ lĩnh của vụ cướp máy bay này được xác định là Thiếu úy Kiều Thanh Lục, và không chỉ mình hắn mà còn có sự tiếp tay của một số sĩ quan, cán bộ không quân khác. Đại tá Trần Văn Tuyên, một giảng viên tại Học viện Phòng không Không quân, đã kể lại rằng sự phản bội này không chỉ gây chấn động mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về an ninh của lực lượng không quân Việt Nam vào thời điểm đó. Kiều Thanh Lục, một phi công xuất sắc của Trung đoàn 917, đã rơi vào cảnh bi đát khi bị cắt quyền bay do vi phạm kỷ luật. Sự bất mãn với tình huống của mình đã khiến Lục quyết định lập âm mưu cướp một chiếc trực thăng để trốn ra nước ngoài xin tị nạn. Lục là một trong những học viên đầu tiên của trường sĩ quan không quân Nga, từng phục vụ tại Trung đoàn 917 ở Tân Sơn Nhất. Trong suốt thời gian đó, hắn cùng đồng đội như là Nguyễn Xuân Tứ đã tham gia vào nhiều chuyến bay chở quân và tải thương cho bộ đội trên chiến trường Campuchia. Tuy nhiên, trong một chuyến bay từ Campuchia về, Kiều Thanh Lục đã bị bắt giữ vì lợi dụng quyền hạn để tổ chức buôn bán trái phép thuốc lá Smith. Hành động này đã dẫn đến việc hắn bị kỷ luật và cắt quyền bay, một quyết định đã khiến hắn vô cùng thất vọng. Lúc đó, cuộc sống của các phi công, mặc dù có chế độ đãi ngộ tốt hơn nhiều ngành nghề khác, vẫn còn gặp không ít khó khăn. Chế độ ăn uống và sinh hoạt chỉ vừa đủ để sống qua ngày. Với những điều kiện khắc nghiệt và sự thất vọng dồn nén, Kiều Thanh Lục đã quyết định chọn con đường phản bội, cướp chiếc trực thăng để tìm kiếm một tương lai mới, không còn phụ thuộc vào những quy định ngặt nghèo của quân đội. Sau khi đất nước mới giành được độc lập, nỗi đau và gian khổ của chiến tranh vẫn còn đè nặng. Khi ấy, những khó khăn chồng chất khiến cho một số người trở nên thay lòng đổi dạ, tự thoái hóa và phản bội lại niềm tin của Đảng và nhân dân. Họ khao khát một cuộc sống vinh hoa phú quý mà không cần lao động, dẫn đến sự ra đời của những âm mưu đen tối. Kiều Thanh Lục cùng đồng bọn đã dày công lập kế hoạch cướp một chiếc trực thăng quân sự. Trong phi vụ liều lĩnh này, bên cạnh Kiều Thanh Lục còn có những kẻ đồng lõa như chuẩn ủy cơ giới hàng không Hoàng Xuân Đoàn, Lê Ngọc Sơn là kỹ sư hàng không từ chế độ cũ, Dương Văn Lợi và một số người khác. Kế hoạch của họ đã được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, bất chấp sự nguy hiểm. Trong thời gian này, khi máy bay không thực hiện nhiệm vụ, các thiết bị như là la bàn và nhiên liệu thường được tháo ra để đề phòng các tình huống xấu như hỏa hoạn hoặc tấn công. Rạng sáng ngày 30 tháng 9 năm 1981, nhóm của Kiều Thanh Lục đã lén lút từ Sài Gòn di chuyển đến sân bay Bạch Mai, tiếp cận nơi trực chiến của chiếc trực thăng UH-1 đang chuẩn bị cho chuyến bay. Họ thản nhiên thực hiện kế hoạch, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, không hề nhận thức được rằng hành động của mình sẽ để lại những hệ lụy nghiêm trọng cho đất nước. Khi các tay sai của Kiều Thanh Lục bắt đầu thực hiện âm mưu, đơn vị của hắn lại chưa thông báo cho các bộ phận liên quan. Điều này khiến cho mọi người xung quanh vẫn nghĩ rằng Lục là phi công chuẩn bị bay, không hề nghi ngờ gì về động thái khả nghi của nhóm hắn. Chúng đã khôn khéo tiếp cận các cảnh vệ, một tay đánh lén bằng hung khí, khiến cho cảnh vệ ngất ngay tại chỗ.
Theo kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước, nhóm của Kiều Thanh Lục lập tức cướp chiếc trực thăng UH-1, mỗi người đều có nhiệm vụ cụ thể. Với Kiều Thanh Lục, phi công dày dặn kinh nghiệm, chỉ đạo mọi hoạt động, chúng nhanh chóng tiếp nhiên liệu và trong vòng vài phút, chiếc máy bay đã sẵn sàng cất cánh. Sau khi rời sân bay Bạch Mai, nhóm này còn dừng lại tại một sân bóng đá Long Biên để đón thêm người, trong đó có cả người tình của Kiều Thanh Lục và một người bạn khác. Ngay lập tức, cảnh báo khẩn cấp được phát đi, các chiến đấu cơ MiG lập tức được lệnh xuất phát, truy đuổi chiếc UH-1. Trong khi các máy bay MiG quét tìm khắp không phận Bắc Việt, mức độ cảnh giác được nâng cao, họ sục sạo từng ngóc ngách trên bầu trời, nhưng đã quá muộn. Chiếc UH-1 mang số hiệu 576 do Kiều Thanh Lục điều khiển đã kịp hạ cánh xuống Trung Quốc, để lại hai nhân viên trực hôm đó đối mặt với án tù, không thể ngờ rằng sự phản bội này sẽ mang lại những hệ lụy khôn lường. Chiếc UH-1 còn được biết đến với tên gọi là Béo, là một loại máy bay trực thăng quân sự đa năng do hãng Bell nghiên cứu và sản xuất, nổi tiếng trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam. Hơn 7.000 chiếc UH-1 đã được đưa vào sử dụng cho không quân Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thể hiện tầm quan trọng của nó trong các chiến dịch quân sự. Với thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt, UH-1 có khả năng hoạt động cực tốt trong những điều kiện khó khăn, có thể hạ cánh trên nhiều địa hình phức tạp mà các trực thăng cùng thời của Liên Xô gặp khó khăn do kích thước lớn và cồng kềnh. Chiếc trực thăng này có sức chứa từ 1 đến 4 người và có thể vận chuyển tối đa 1.700 kg, bao gồm 14 lính hoặc hàng hóa tương đương. Với vận tốc tối đa đạt 217 km/h và trần bay tối đa khoảng 5.110m, UH-1 là một trong những chiếc trực thăng đáng tin cậy nhất trong thời kỳ đó. Về vũ khí, UH-1 được trang bị nhiều loại súng máy, bao gồm hai súng máy M60 cỡ 7,62mm và có thể mang theo khoảng 19 ống phóng rocket 2,75 inch cỡ 70mm. Sau khi bị cướp bởi Kiều Thanh Lục, chiếc UH-1 đã rơi vào tay Trung Quốc, nơi mà nó đã được đưa đến các cơ sở nghiên cứu quân sự và quốc phòng của họ để mổ xẻ nhằm thu thập công nghệ và cải tiến các thiết kế quân sự của họ. Hành động này không chỉ phản ánh sự tham lam của những kẻ phản bội mà còn cho thấy những hệ lụy nghiêm trọng mà đất nước phải đối mặt khi lòng trung thành bị lung lay. Nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực hàng không đã cho ra đời nhiều loại máy bay tiên tiến, trong đó có chiếc MiG-17 hay còn được gọi là MiG-17. Đây là một loại chiến đấu cơ phản lực cận âm với tốc độ bay lên tới 1.144 km/h, gần đạt tới tốc độ âm thanh. Trong khi chiếc UH-1 chỉ có vận tốc là 217 km/h, sự chênh lệch này tạo ra một thách thức lớn cho các chiến đấu cơ MiG khi được cử đi truy đuổi UH-1. Tuy nhiên, do tình hình đã quá muộn và một số chiếc UH-1 đã tránh được sự phát hiện của radar phòng không, việc tìm kiếm chiếc trực thăng này trở nên vô cùng khó khăn. Cuối cùng, Kiều Thanh Lục và đồng bọn đã kịp thời hạ cánh an toàn xuống khu vực không vận của Trung Quốc. Sự thành công này không chỉ đến từ may mắn mà còn từ việc họ nắm vững thông tin về lịch bay, lịch kiểm tra và các biện pháp phòng không của lực lượng không quân Bắc Việt. Theo lời kể của Dương Văn Lợi, một sĩ quan không lực Việt Nam Cộng Hòa và cũng là một trong 10 thành viên bỏ trốn trên chiếc trực thăng, ban đầu nhóm này đã hướng đến Hồng Kông, tuy nhiên do cạn xăng, họ buộc phải hạ cánh xuống một khoảnh ruộng tại huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây. Sau đó, những kẻ bỏ trốn này đã được đưa về Bắc Kinh và được tiếp đãi như những khách quý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông khi Nhân dân Nhật Báo công bố chi tiết về vụ cướp máy bay và Bắc Kinh tổ chức một cuộc họp báo quốc tế rầm rộ với sự tham gia của Kiều Thanh Lục, Dương Văn Lợi, Hoàng Xuân Đoàn và Lê Ngọc Sơn, các thành viên trong phi hành đoàn. Thông tin về chiếc máy bay UH-1 cuối cùng đã đến tay chính quyền Việt Nam, khiến họ nhận ra rằng chiếc trực thăng đang nằm trong tay Trung Quốc. Sau thất bại quân sự năm 1979, Trung Quốc đã tìm cách thổi phồng vụ cướp trực thăng UH-1 để sử dụng như một công cụ tuyên truyền chống lại Việt Nam. Họ đã thông qua báo chí để đưa tin rầm rộ về vụ việc này nhằm khuyến khích nhiều cán bộ chiến sĩ Việt Nam đào ngũ sang Trung Quốc để được hưởng các ưu đãi tốt hơn so với những gì họ đang có. Trong những ngày tiếp theo, không chỉ lãnh tụ Hoàng Văn Hoan mà ngay cả Chủ tịch Trung Hoa Dân Quốc Triệu Tử Dương cũng đã đích thân tiếp đón những người bỏ trốn này. Thậm chí còn có thông tin rằng nếu Trung Quốc thành lập chính phủ lưu vong, những người này sẽ được Bắc Kinh bố trí vào các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Quốc phòng hay là Tư lệnh Không quân. Tuy nhiên, những lời hứa hẹn này chỉ là sáo rỗng và không thực chất.
Trong khi đó, tại Việt Nam, chính quyền đã có phản ứng mạnh mẽ. Một phiên tòa xử vắng mặt đã tuyên án tử hình cho 5 người trong nhóm cướp trực thăng, bao gồm Kiều Thanh Lục, Dương Văn Lợi, Dương Văn Báu, Lê Ngọc Sơn và Hoàng Xuân Đoàn. Hà Nội đã quyết định xử lý nghiêm minh vụ việc này, coi đây là những trọng tội không thể tha thứ. Quyết định này không chỉ thể hiện sự kiên quyết trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, mà còn nhấn mạnh sự nghiêm khắc của chính quyền đối với những hành vi phản bội. Nếu để yên, những kẻ phản bội này sẽ trở thành con sâu, làm dầu nồi canh, gây ra những hiểm họa khôn lường cho đất nước. Mặc dù có cuộc sống không như ý, họ vẫn phải trải qua những tháng ngày lam lũ khổ cực, bỏ trốn tứ xứ để xin tị nạn. Những người vượt biên khỏi Trung Quốc thì phải đối mặt với nhiều khó khăn, mỗi người một nơi. Có người sau này muốn trở về quê hương, nhưng bản án tử hình vẫn treo lơ lửng như một bóng ma ám ảnh. Dương Văn Lợi, vào năm 1983, tức là gần 3 năm sau khi cướp máy bay, đã mắc kẹt ở Trung Quốc. Gia đình ông Lợi mới có cơ hội thoát khỏi nơi đây. Ông kể lại rằng đó là một chuyến đi đầy trắc trở. Chiếc tàu cũ kỹ thường xuyên hỏng hóc và trên đường đi họ đã gặp phải 40 thuyền lớn nhỏ khác, nhưng không chiếc nào dừng lại để giúp đỡ. Cuối cùng, trong cơn bão, họ gặp được một chiếc tàu Liên Xô. Các thợ máy của tàu đã giúp sửa chữa máy móc, cho phép họ tiếp tục hành trình. Mãi sau đó, họ mới được chính thức tị nạn, nhưng hành trình gian nan đó đã để lại cho họ những kỷ niệm khó quên và bài học về sự sống còn. Chỉ vì một phút bốc đồng mà cả đời bỗng chốc thay đổi, Kiều Thanh Lục, một phi công yêu bầu trời xanh và hy vọng vào ngày mai tươi sáng, đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Khi không còn cơ hội để bay nữa, anh trở thành kẻ phản bội, làm tổn hại đến lòng tin của nhân dân đối với cán bộ và quân đội. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rõ sự thâm hiểm của Trung Quốc. Họ chưa bao giờ từ bỏ dã tâm, luôn tìm kiếm những kẽ hở nhỏ nhất để lợi dụng và biến chúng thành vũ khí chống lại ta. Những kẻ bán nước, phản bội Tổ quốc đều là giặc. Các đối tượng ở nước ngoài hiện nay thường là những tàn dư của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, liên tục phát đi những luận điệu cũ rích, ca ngợi cái gọi là anh hùng tử khí, hùng bất tử. Đối với những tướng lĩnh của ngụy quân Sài Gòn đã tự sát trước, trong và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thực chất, không nên gọi họ là tuẫn tiết vì nước. Thật vậy, những anh hùng của dân tộc Việt Nam như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu đều thể hiện lòng trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng chết để bảo vệ quê hương mới được coi là tuẫn tiết. Ngược lại, các tướng lãnh ngụy ấy đã không đại diện cho lý tưởng nào mà chính họ còn không hiểu rõ. Việc vấy bẩn lên hai từ thiêng liêng, tuẫn tiết thật sự là điều không thể chấp nhận. Nhiều tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa như Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hay, Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vĩ đã tự sát không phải là vì lòng yêu nước mà vì nỗi ô nhục khi trở thành nô bộc cho Hoa Kỳ, giúp Mỹ thực hiện âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Họ không thể nào không cảm thấy đau đớn và nhục nhã khi tự biến mình thành công cụ cho ngoại bang chỉ vì hám danh hám lợi. Có thể họ lo sợ rằng đồng bào sẽ trả thù vì những tội ác mà họ đã gây ra, hoặc đó chỉ là hệ quả của việc tuyên truyền của Mỹ về việc Cộng sản sẽ tắm máu nếu chiếm được Sài Gòn. Chết vì nhục và sợ hãi, chứ không phải là tuẫn tiết vì Tổ quốc. Vậy thì hãy ngừng ca ngợi quân lực Việt Nam Cộng Hòa với khẩu hiệu Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Tổ quốc của các người ở đâu khi đã rước Hoa Kỳ và đồng minh vào để băm vằm cày xới quê hương? Tổ quốc là đất nước mà tổ tiên đã lấy máu xương để bảo vệ, xây dựng và để lại cho con cháu. Các người, từ làm tay sai cho Pháp đến làm nô lệ cho Mỹ, muốn chia đôi, xẻ thịt giang sơn mà Tổ quốc đã để lại. Vậy thử hỏi, Tổ quốc ở đâu trong trường hợp này? Cuối cùng, mọi sự phản bội đều sẽ bị lịch sử ghi nhận và lên án. Những kẻ bán nước phản bội Tổ quốc dù ở đâu cũng đều bị xem như kẻ thù của dân tộc. Ngược lại, quân và dân ta không bao giờ quên bài học này. Trong bối cảnh căng thẳng, chúng ta phải duy trì sự cảnh giác cao độ, không để Tổ quốc bị bất ngờ. Sau chiến tranh, đất nước còn đối mặt với nhiều gian khổ, khó khăn và kẻ thù bên ngoài không chỉ có từ phương xa mà còn có những nguy hiểm tiềm ẩn từ bên trong. Đáng lẽ trong thời điểm ấy, quân và dân cần đồng lòng, dốc sức xây dựng quê hương và non sông ta trở nên vững mạnh và đẹp đẽ hơn. Danh dự ở đâu khi những kẻ bán nước lại chấp nhận giặc làm cha, sẵn sàng bán rẻ linh hồn cho ngoại bang và để cho chúng tự do cấu xé non sông này? Danh dự gì khi họ khấu đầu trước kẻ thù nhưng lại đạp lên đầu nhân dân Việt Nam? Tướng Westmoreland của quân đội Hoa Kỳ đã từng thẳng thắn nói với những người lính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa rằng: "Thay mặt quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn
cựu quân lực miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn. Còn lý do bỏ rơi đó thì đó là việc của chính quyền và Tổng thống Mỹ. Còn lý do bỏ rơi thì khỏi cần nói, tôi và các bạn đều biết. Bởi vậy các bạn nên tự nhìn nhận lại các bạn chỉ là con khỉ già trong mắt của chúng tôi, tức là người Mỹ. Chúng tôi, người Mỹ là người chủ chiến với Cộng sản Việt Nam. Các bạn chỉ là những kẻ được chúng tôi tuyển mộ và dựng lên để chống lại đồng loại của các bạn. Chúng tôi không thù họ, thì tại sao các bạn lại thù họ, tức là Cộng sản Việt Nam? Phải chăng các bạn là con khỉ đột lai giống người mà nước Mỹ chúng tôi tạo ra? Trách nhiệm là điều không thể chối bỏ được. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, nghĩa là khi đất nước thịnh vượng cũng như là lúc suy vong, mỗi người đều có trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ quê hương. Những kẻ đã bán đứng tổ quốc không chỉ một, hai mà đến ba lần cho Pháp, Nhật, Mỹ thực sự đã trở thành gia nô của ngoại bang. Vậy thì từ đâu ra cái gọi là trách nhiệm với đất nước? Trách nhiệm với tổ quốc thực sự phải được hiểu như những người cộng sản, những người đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Họ hiện nay đang xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, một đất nước với cơm ngon, áo đẹp, xứng đáng với công sức và hy sinh của ông cha. Chúng ta không thể quên đi những bài học lịch sử đau thương mà những kẻ phản bội đã để lại. Hãy nhớ rằng, danh dự và trách nhiệm phải được bảo vệ và tôn trọng, không chỉ vì chính mình mà còn vì các thế hệ tương lai. Các người đừng kêu gào về việc lấy lại đất tổ hay không làm khổ dân với những khẩu hiệu rỗng tuếch về phục quốc. Nước Việt Nam anh hùng và văn hiến, muôn đời vẫn đang thuộc quyền làm chủ của cháu Hồng con Lạc. Có mất mát nào cho Tây hay cho Tàu đâu mà lại đòi phục quốc hay là lấy lại đất tổ. Chính những người cộng sản mới có tư cách để nói lên điều đó. Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ai đã đánh đuổi thực dân Pháp? Ai đã tiễn Mỹ ra khỏi miền Nam để giành lại độc lập tự do cho đất nước? Trong lịch sử, chính các người đã từng hiến miền Nam Việt Nam cho Mỹ, để lại những vết thương sâu sắc cho dân tộc. Các bạn đã làm mất rất nhiều đảo ở Trường Sa và vùng biển phía Nam vào tay một số nước Đông Nam Á. Và không thể quên mất cả quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974. Nếu có ai đủ tư cách và trí tuệ, với hào khí để lấy lại những vùng đất đó trong tương lai, chắc chắn chỉ có thể là những người Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định đổi Ngày Thương binh Toàn quốc thành Ngày Thương binh Liệt sĩ để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc. Ngày 8 tháng 7 năm 1975, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị 223 CTTVK quy định lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm chính thức trở thành Ngày Thương binh Liệt sĩ của cả nước. Ngày 27 tháng 7 năm 2023 sẽ là kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Những kẻ vẫn còn hận thù, chống phá quê hương đất nước sau 48 năm đã trở thành những kẻ bán nước, phản bội tổ quốc. Dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết dưới ánh sáng của ngọn đuốc vĩnh cửu do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Chúng ta luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì chỉ có họ mới có thể dẫn dắt dân tộc vượt qua mọi thử thách, xây dựng một đất nước ngày càng phát triển và vững mạnh. Đây cũng là bài học dành cho thế hệ sau, không bao giờ phản bội quê hương, đất mẹ và phải bảo vệ thành quả xương máu của ông cha đã ngã xuống để có được nền tự do độc lập như hôm nay. Video ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy nội dung hay, hãy cho chúng tôi một like và để lại cảm nghĩ xuống bên dưới phần bình luận nhé. Mọi đóng góp của các bạn sẽ là động lực giúp người đưa tin truyền tải thêm nhiều câu chuyện, bài học lịch sử hay và ý nghĩa. Ngoài ra, đừng quên ấn theo dõi để ủng hộ chúng tôi nhé. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe lời Phật dạy, nơi chia sẻ những câu chuyện Phật giáo thật hay và ý nghĩa. Có lần Đức Phật đi giảng Pháp, có bà mẹ ôm đứa con thơ vừa mới mất đòi gặp và cầu xin Ngài làm phép để con mình sống lại. Bà nói, con của con đã chết, con làm sao bây giờ? Ngài hãy giúp con, hãy cứu nó sống dậy. Ngài là chúa tể của sự sống chết, đã vượt qua sự sống chết. Hãy cứu chúng con. Nó là niềm vui của gia đình. Từ nhiều năm nay, chúng con không mong gì hơn là được đứa con. Bây giờ nó chết vì một thứ bệnh hiểm nghèo. Hãy mang ánh sáng lại trong mắt của nó. Hãy công bằng, đứa con nhỏ tuổi này chết đi quá sớm. Ngài ôn tồn nói, hãy nghe ta, nàng hãy đi từ nhà này qua nhà khác trong đô thị này và hãy xin một hạt cải của một nhà chưa có ai chết. Hãy mang hột cải về đây và xem ta có thể làm gì được không.
Với niềm tin và lòng thương con vô bờ bến, bà dành cả ngày để gõ cửa từng nhà. Gần như không có ngôi nhà nào bà không hỏi xin hạt cải và không quên hỏi xem nhà họ có ai qua đời không. Có người vì quá cảm động về tình mẫu tử này đã cho vài hạt cải với lời đề nghị giấu chuyện trong nhà có người chết. Trời nhá nhem tối, bà vẫn không tìm được nhà nào thỏa mãn yêu cầu của Đức Phật. Bà chợt hiểu ra rằng chẳng có hạt cải nào được cất chứa trong một ngôi nhà chưa có ai chết, vì sự thật là nhà ai cũng như nhà bà từng chịu cảnh đau đớn vì người thân qua đời. Vì thế, bà mới bắt đầu chấp nhận sự thật rằng mình đã mất đi đứa con thơ, không còn cách gì có thể cứu nổi. Đức Phật giúp người phụ nữ thoát khỏi nỗi đau mất con để bà hiểu rằng cuộc sống này luôn có những điều bất như ý và ta vẫn phải chấp nhận, phải tiếp tục sống, không để những mất mát khiến ta tự hủy hoại đi cuộc sống của chính mình. Thôi bám víu quá khứ để ta có thể bước tiếp. Nỗi đau mất người thân và đặc biệt là mất con sẽ không có gì so sánh nổi, là một trong những áp lực quá đáng sợ khiến trạng thái thần kinh căng thẳng nhất mà con người phải chịu đựng. Hoặc có những trường hợp người thân ra đi đột ngột khi tuổi đời còn quá trẻ, hoặc là chết trong hoàn cảnh đau đớn, bi thảm, luôn khiến người ở lại cảm thấy đau khổ dằn vặt, thậm chí là oán hận trách móc. Nỗi đau thấu trời, xé ruột xé gan, tưởng rằng lúc đó ta có thể chết theo, không thể sống nổi nữa. Thế nhưng nên hiểu rằng, ta buông xuôi không có nghĩa là ta bỏ cuộc, chịu thua cuộc sống này, trong khi đâu phải chỉ có duy nhất ta từng rơi vào cảnh đó. Trong cuộc đời, chắc hẳn ai cũng từng trải qua nỗi đau này và họ vẫn có thể vượt qua đấy thôi. Họ làm được, thì ta cũng nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, khi ta hiểu sâu về nhân quả, ta biết rằng luật nhân quả là cán cân công lý, do đó không có gì là ngẫu nhiên hay xui xẻo. Tất cả là do duyên nghiệp của chính người đó đã tạo ra trong quá khứ và cả hiện tại. Do đó, thay vì thái độ đối kháng oán hận thì nên biết chấp nhận hoàn cảnh của mình. Ta chọn thái độ sống tỉnh thức, an trú trong hiện tại sẽ mở ra chân trời mới được khơi nguồn từ tình yêu bất tận, tự do khôn cùng và hạnh phúc tràn ngập. Không nên truy tìm quá khứ làm gì, vì một cuộc sống không bằng chết thì quả là phí hoài cả đời người chỉ vì một việc đã qua hay người thân đã mất. Sự thật là nếu ta có dừng lại, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn với những điều kỳ diệu đang và sẽ xảy ra xung quanh chúng ta. Cách duy nhất để giúp những người thân yêu đã mất của mình được thanh thản là làm các việc phước thiện để hồi hướng công đức cho họ. Việc chúng ta chìm trong đau khổ, than khóc, oán hận không giúp ích được những người đã mất mà còn làm chính mình bị tiêu hao sức khỏe, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình và những người xung quanh. Xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Đại tướng Phan Văn Giang khẩn trương xem xét phương án dùng pha quân sự giải quyết tình hình khẩn cấp tại cầu Phong Châu. Thưa quý vị thân mến, trước tình hình nguy cấp tại khu vực cầu Phong Châu, nơi giao thông bị cắt đứt hoàn toàn do mưa lũ và ngập lụt, Đại tướng Phan Văn Giang đang đứng trước một quyết định đầy thách thức. Liệu ông có thể đưa ra phương án táo bạo sử dụng pha quân sự để vượt qua cơn khủng hoảng này hay không? Đây là một bước đi chưa từng có, mang lại hy vọng cho hàng ngàn người dân bị mắc kẹt, nhưng cũng đặt ra câu hỏi lớn về tính khả thi và mức độ rủi ro của kế hoạch. Liệu Đại tướng có dám chấp nhận thách thức này và xoay chuyển tình thế hay không? Tất cả sẽ được chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Vào sáng ngày hôm qua tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 9 năm 2024. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các Ủy viên Trung ương Đảng và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Những vị lãnh đạo cấp cao như Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Huy Vịnh và Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng có mặt tại sự kiện. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Quốc phòng trong tháng 9, đặc biệt trong việc ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3, cũng như đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho tháng 10 năm 2024.
Trong tháng 9, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và ngoại biên, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Đặc biệt, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3 được thực hiện hiệu quả. Hơn 150.000 lượt bộ đội và dân quân tự vệ cùng 5.500 lượt phương tiện đã tham gia vào công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng đã phối hợp với các ban ngành và địa phương để di rời hơn 100.700 hộ dân, sơ tán 4.900 người và đưa 11.300 tàu thuyền đến nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch ứng phó với các cấp độ mưa bão được thực hiện kịp thời. Với hơn 149.200 lượt bộ đội và dân quân tự vệ cùng 4.330 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, sạt lở đất, các lực lượng cũng hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện, giao thông, thông tin liên lạc, trường học, bệnh viện, giúp nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu, dọn dẹp vệ sinh môi trường và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết. Tại hội nghị vào sáng ngày 3 tháng 10, Đại tướng Phan Văn Giang đã lắng nghe báo cáo trực tiếp từ các điểm cầu trực tuyến tại Làng Nổ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai và khu vực cầu Phong Châu, nối hai bờ sông tại huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Sau khi nắm bắt tình hình, đặc biệt là tốc độ dòng chảy mạnh tại cầu phao Phong Châu gây nguy hiểm cho việc di chuyển của người dân, Đại tướng Phan Văn Giang đã chỉ đạo binh chủng công binh và quân khu 2 thực hiện phương án sử dụng phao quân sự để đảm bảo an toàn cho nhân dân qua sông. Ông cũng yêu cầu việc hoàn thiện phà phải được thực hiện nhanh chóng, đồng thời ra thông báo quy định rõ ràng về số lượng người và hành lý tối đa mà mỗi chuyến phà có thể chở nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong bối cảnh khẩn cấp, quyết định này không chỉ là giải pháp tình thế mà còn thể hiện sự cẩn trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người dân. Đại tướng Phan Văn Giang trong buổi chỉ đạo đã nhấn mạnh đến việc quy định rõ ràng về khả năng chở tải của phà quân sự nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Ví dụ như xe máy thì không được thổ quá nặng và phải có quy định cụ thể cho từng loại hàng hóa. Ông chỉ đạo tổ chức khai phà, luân chuyển liên tục và sắp xếp cano, hỗ trợ để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Về công tác xây dựng công trình tái định cư cho người dân Làng Nổ, Đại tướng yêu cầu binh đoàn 12 khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công để ổn định cuộc sống của người dân. Ông cũng chỉ đạo sử dụng nguồn ngân sách hỗ trợ từ các tổ chức chính trị và xã hội một cách hợp lý, trong đó tiền công xây dựng sẽ do bộ đội đảm nhiệm mà không thu phí. Bộ đội sẽ chịu trách nhiệm cả về vận chuyển, nguyên vật liệu, đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí để có thể tập trung nguồn lực cho việc mua gạch, tấm lợp, xi măng và xây dựng theo tiêu chuẩn ba cứng cho các ngôi làng. Phà quân sự thay thế cầu phao Phong Châu, hoạt động từ 6 giờ đến 22 giờ. Hai chiếc phà chuyên dụng của quân đội đã được đưa vào hoạt động để thay thế cầu phao Phong Châu ở Phú Thọ với khả năng chở khoảng 50 người và phương tiện mỗi chuyến. Các phà này sẽ hoạt động từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Chiều ngày 4 tháng 10, Lữ đoàn 249 binh chủng công binh đã triển khai hai chiếc phà chuyên dụng này nhằm thay thế cầu phao Phong Châu vốn phải tạm đóng do nước sông Hồng dâng cao và chảy xiết. Quân đội chỉ cho phép người dân cùng các phương tiện như là xe thô sơ, xe gắn máy và mô tô qua phà nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách trong điều kiện thời tiết khó khăn. Công an tỉnh Phú Thọ đã ra thông báo cấm các phương tiện thủy nội địa và thuyền cá di chuyển vào khu vực hoạt động của bến phà để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến phà. Lực lượng chức năng cùng với các phương tiện cứu hộ sẽ luôn ứng trực tại chỗ để xử lý các tình huống khẩn cấp và đột xuất. Phà tạm thay thế cầu Phong Châu sẽ hoạt động từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Nhờ có phà, người dân di chuyển giữa huyện Tam Nông với huyện Lâm Thao và thành phố Việt Trì sẽ không còn phải đi vòng qua cầu Ngọc Tháp, tiết kiệm được quãng đường vài chục km. Theo khuyến cáo của công an, 100% người dân khi lên phà qua sông Hồng phải mặc áo phao và tuân thủ sự hướng dẫn điều tiết của các lực lượng chức năng. Về vị trí lối lên và xuống phà quân sự, cụ thể như sau. Tại bến cầu phao Phong Châu trên địa bàn xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tại km 75 630 quốc lộ 32 bên phải tuyến. Tại địa bàn xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tại km 17 735 quốc lộ 32C bên trái tuyến. Theo thông tin từ dân trí, 234 người thuộc nhiều lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt phương tiện sau vụ sập cầu Phong Châu vào sáng ngày 9 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, thông báo từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết chiều ngày 4 tháng 10, bước đầu lặn tiếp cận đáy sông chưa phát hiện được mục tiêu cần tìm kiếm, bao gồm cả người và phương tiện. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 4 người mất tích, gồm Nguyễn Thị Lan, 19 tuổi, trú tại huyện Tam Nông, Phú Thọ, Nguyễn Hà Chi, 19 tuổi, ở Đắk Nông,
Nguyễn Thị Bích Hằng, 36 tuổi, ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Nguyễn Thị Yến, 45 tuổi, ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Đặc công Hải quân gặp khó khi tìm người mất tích vụ sập cầu Phong Châu. Mực nước sông dâng cao, tốc độ dòng chảy lớn cùng lượng phù sa dày đặc đã khiến tầm nhìn của người nhái gần như là bằng không, tạo ra nhiều khó khăn cho cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 trong công tác tìm kiếm người và phương tiện mất tích vụ sập cầu Phong Châu. Ngày 4 tháng 10, Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân đã đến thăm và động viên các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đang thực hiện nhiệm vụ này. Tại hiện trường, ông đã lắng nghe báo cáo từ chỉ huy đơn vị về kết quả tìm kiếm và kế hoạch triển khai tiếp theo. Chuẩn Đô đốc biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia tìm kiếm. Ông yêu cầu các chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Nhấn mạnh rằng dù có khó khăn đến đâu, nhiệm vụ vẫn phải được tiếp tục thực hiện. Nếu hôm nay chưa tìm thấy, ngày mai sẽ tiếp tục tìm. Hãy phát huy hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó, theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đã triển khai một lực lượng gồm 40 cán bộ chiến sĩ đặc công tinh nhuệ, được trang bị đầy đủ, thiết bị và phương tiện, tham gia vào công tác tìm kiếm người mất tích sau vụ sập cầu Phong Châu. Tại khu vực tìm kiếm, tốc độ dòng chảy lớn cùng với lượng phù sa dày đặc đã khiến tầm nhìn của người nhái gần như là bị hạn chế hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều cành cây, gỗ và rác thải trôi nổi trên mặt nước và trong lòng nước đã tạo ra không ít khó khăn và nguy hiểm cho các thợ lặn. Tuy nhiên, cán bộ và chiến sĩ vẫn nỗ lực vượt qua mọi trở ngại, chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Đại tướng Phan Văn Giang nói, ở đâu có khó khăn hiểm nguy, ở đó có bộ đội. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như các chỉ thị của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông nhấn mạnh, việc duy trì nghiêm chế độ ứng trực và chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình mưa lũ, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho cơ quan và đơn vị, lực lượng và phương tiện cần được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó, tìm kiếm và cứu nạn trên địa bàn khi có tình huống xảy ra theo yêu cầu của các địa phương. Đại tướng cũng yêu cầu chuẩn bị tốt vật chất hậu cần phục vụ cho công tác ứng phó với thiên tai. Các đơn vị cần chủ động phối hợp xuất cấp và vận chuyển kịp thời lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khó khăn trong giao thông. Quân khu 1, 2, 3 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được chỉ đạo cập nhật và nắm vững tình hình diễn biến sau bão, mưa, lũ, sạt lở đất, v.v. Tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp, ven sông suối và hạ du các hồ đập xung yếu, họ cũng cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ và sẵn sàng hỗ trợ sơ tán nhân dân khỏi những khu vực nguy cơ đến nơi an toàn. Cuối cùng, ông yêu cầu thống kê đầy đủ thiệt hại đối với doanh trại, kho tầng, hạ tầng của đơn vị và của nhân dân trên địa bàn, đồng thời huy động lực lượng và phương tiện để khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất. Sẵn sàng lực lượng không quân thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh. Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không Không quân cùng với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Binh đoàn 18 đã sẵn sàng lực lượng và phương tiện để tham gia tìm kiếm cứu nạn cũng như thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh. Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn 12, Binh đoàn 11 và Binh đoàn 12 sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc chính quyền phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt tại khu vực biên giới hải đảo và chính quyền địa phương nơi đóng quân. Mục tiêu là chủ động xử lý hiệu quả các sự cố và tình huống thiên tai xảy ra. Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã chỉ đạo Báo Quân đội Nhân dân, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Việc này bao gồm việc đưa tin về các hoạt động của bộ đội trong việc giúp dân khắc phục hậu quả của lũ quét, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, các cơ quan đơn vị cũng cần chú trọng công tác chính sách và thi đua khen thưởng cho những đối tượng tham gia hoạt động phòng chống và khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3. Các tổng cục như là Hậu cần, Kỹ thuật và Công nghiệp Quốc phòng sẽ tăng cường chỉ đạo đôn đốc kiểm tra các đơn vị thuộc quyền để bảo đảm công tác ứng phó và an toàn cho kho, trạm, xưởng, nhà máy và xí nghiệp. Ngoài ra, các đơn vị thuộc quyền sẽ được chỉ đạo khám chữa bệnh, giúp nhân dân phòng chống dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước và vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội và nhân dân. Cuối cùng, các cơ quan và đơn vị sẽ quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ đạo này, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ Tổng tham mưu theo quy định.
Thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang gửi đến cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hà Nội ngày 11 tháng 9 năm 2024, thân ái gửi cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân và dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Các đồng chí thân mến, những ngày qua, cơn bão số 3 được đánh giá là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong vòng 30 năm qua, đã để lại hậu quả nặng nề cho các tỉnh thành phố phía Bắc, đặc biệt là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, v.v. Trước những khó khăn và thách thức do thiên tai gây ra, tôi rất tự hào về sự nỗ lực quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân và dân quân tự vệ. Các đồng chí đã không ngại gian khổ, kịp thời có mặt tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề, tham gia tích cực vào công tác phòng chống, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả của bão. Sự nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả của các đồng chí trong việc triển khai các phương án ứng phó và hỗ trợ người dân là điều hết sức đáng ghi nhận. Tinh thần xung kích trách nhiệm của các đồng chí đã thể hiện rõ nét trong những ngày gian khó này. Tôi kêu gọi toàn bộ cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, giữ vững tinh thần đoàn kết, kiên cường khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính sự dũng cảm và quyết tâm của các đồng chí sẽ là nguồn động lực lớn cho nhân dân vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống ổn định. Một lần nữa tôi biểu dương và gửi lời khen ngợi tới các đồng chí, chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, các đồng chí đã quán triệt và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng mệnh lệnh từ người chỉ huy. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội và dân quân tự vệ các địa phương phía Bắc đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng tránh bão trong đơn vị và trên địa bàn đóng quân, kịp thời tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân di rời, kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền người dân về nơi tránh trú bão an toàn. Với tinh thần tính mạng con người là trên hết, trước hết, ở đâu có khó khăn hiểm nguy, ở đó có bộ đội và phương châm 4 tại chỗ, các đồng chí vừa duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, vừa tổ chức lực lượng phương tiện, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, xung kích đi đầu trong phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hành động của các đồng chí đã nêu tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí và lòng dũng cảm vì nhân dân quên mình của quân đội nhân dân, tiêu biểu là Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3 đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội và niềm cảm phục trong cán bộ chiến sĩ quân đội và nhân dân. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi biểu dương và khen ngợi sự nỗ lực quyết tâm rất cao của các đồng chí trong tham gia phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Những ngày tới, diễn biến sau bão còn rất phức tạp, khó lường, tính mạng và tài sản của nhân dân tiếp tục bị đe dọa. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng và mong các đồng chí nêu cao hơn nữa bản lĩnh, ý chí quyết tâm, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đoàn kết và hiệp đồng bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân. Hãy tích cực hơn nữa, giúp nhân dân các tỉnh phía Bắc kịp thời khắc phục hậu quả sau bão, nhanh chóng ổn định cuộc sống, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, an toàn và thắng lợi. Chào thân ái và quyết thắng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương toàn quân vì những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tháng 9, đặc biệt là vai trò tích cực trong phòng chống và khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Ông nhấn mạnh rằng các lực lượng trong toàn quân đã kịp thời hỗ trợ người dân, qua đó tiếp tục khẳng định và làm sáng ngời những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Về nhiệm vụ trong tháng 10, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong việc thông tin tuyên truyền và định hướng tư tưởng dư luận. Ông chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đồng thời, cần chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện lớn, bao gồm giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Lào lần thứ 2 và các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Tổng cục Kỹ thuật đã tổ chức buổi tập huấn về xây dựng cơ sở dữ liệu, mã định danh điện tử cho trang bị kỹ thuật nhóm 2 và vật tư kỹ thuật.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu tổng quan về mã định danh điện tử trong ngành kỹ thuật, quy trình xây dựng và quản lý mã định danh trên phần mềm. Hiện nay, việc quản lý trang bị kỹ thuật nhóm 2 và vật tư kỹ thuật ở các đơn vị vẫn chủ yếu thực hiện thủ công và chưa thống nhất về cách đặt tên, đặt mã. Điều này đặt ra yêu cầu xây dựng một mã định danh chuẩn hóa cho toàn quân. Lộ trình ứng dụng mã định danh điện tử được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 năm 2024 sẽ tập trung xây dựng mã định danh và dữ liệu ban đầu cho trang bị của 18 chuyên ngành kỹ thuật. Giai đoạn 2 trong các năm tiếp theo sẽ phát triển hệ sinh thái số trong ngành kỹ thuật để quản lý số lượng và chất lượng trang bị cùng các công tác kỹ thuật toàn quân. Quá trình xây dựng mã định danh sẽ bắt đầu từ việc thống kê các trang bị hiện có trong kho, sau đó tiến hành bóc tách và định danh các chi tiết của từng trang bị. Ngành kỹ thuật phấn đấu trình Bộ Quốc phòng phê duyệt khoảng 1,5 triệu danh mục mã định danh cho 18 chuyên ngành, với mỗi chuyên ngành dự kiến có khoảng 80.000 danh mục. Nội dung trọng tâm của buổi tập huấn là hướng dẫn khai thác phần mềm và thúc đẩy quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu mã định danh điện tử cho các chuyên ngành kỹ thuật. Sáng ngày 3 tháng 10 tại Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế toàn quân năm 2024. Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Trong hai ngày tập huấn, các đại biểu là cán bộ, nhân viên làm công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thuộc các cơ quan và đơn vị trong toàn quân sẽ nghiên cứu 6 chuyên đề. Nội dung tập huấn bao gồm những điểm mới về chế độ chính sách và luật bảo hiểm xã hội năm 2024, công tác cấp phát và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, cũng như các quy định về thu nộp bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về một số nội dung liên quan đến đấu thầu thuốc, hóa chất và vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị quân y. Một phần quan trọng của hội nghị là việc lập dự toán, báo cáo các quyết toán thu chi và sử dụng phần mềm quản lý bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trong quân đội. Trung tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị, đề nghị các báo cáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng và truyền đạt những vấn đề thực tiễn hiệu quả để học viên tiếp thu nhanh chóng. Ông cũng yêu cầu các cán bộ sau khi tham gia tập huấn cần tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các quy định và tìm biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tại đơn vị, đảm bảo tính chặt chẽ và hiệu quả. Phá đường dây mua bán trẻ em, giải cứu nhiều bé gái dưới 16 tuổi. Vào sáng ngày hôm nay, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị nhằm quán triệt công tác, nhiệm vụ phòng chống ma túy và tội phạm, đồng thời tổng kết rút kinh nghiệm và trao thưởng cho chuyên án A2824P. Chuyên án A2824P đã thành công trong việc triệt phá một đường dây mua bán trẻ em với mục đích bóc lột tình dục. Qua quá trình điều tra và thực hiện chuyên án, hàng chục đối tượng đã bị bắt giữ và nhiều nạn nhân, bao gồm cả các bé gái dưới 16 tuổi, đã được giải cứu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng bằng khen cho 18 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá án và bảo vệ các nạn nhân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẳng định rằng chuyên án A2824P đã đấu tranh với hoạt động mua bán người dưới 16 tuổi nhằm bóc lột lao động và tình dục trên địa bàn ở các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Phú Yên. Thành công của chuyên án đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật và chính quyền. Ông nhấn mạnh rằng tinh thần trách nhiệm cao của ban chuyên án và các lực lượng tham gia đã thể hiện rõ trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người. Sự thành công này không chỉ củng cố niềm tin mà còn trở thành chỗ dựa cho nhân dân khu vực biên giới đối với lực lượng bộ đội biên phòng. Trong thời gian tới, Thiếu tướng Thiện yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn và quản lý đối tượng. Các lực lượng cần chủ động tìm nguồn, xác lập chuyên án và kế hoạch nghiệp vụ, đặc biệt tập trung vào các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu và mua bán người, từ đó không để bị mắc lừa bởi những chiêu thức như việc nhẹ lương cao. Trong dịp này, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao bằng khen cho 18 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia đấu tranh chuyên án A2824P. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cũng đã trao tặng giấy khen cho 9 cá nhân vì những thành tích nổi bật trong công tác này.
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đã trao thưởng cho Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Phú Yên, mỗi đơn vị nhận 20 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Phòng 2 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng được trao thưởng 15 triệu đồng mỗi đơn vị. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao thưởng 50 triệu đồng cho các lực lượng tham gia chuyên án, ghi nhận những nỗ lực và thành công trong cuộc chiến chống tội phạm mua bán người. Bản tin ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục lên sóng những tin tức nóng nhất trong 24 giờ tới để quý vị có thể nắm bắt kịp thời. Qua đây chúng ta cũng có thể thấy rằng tinh thần quyết liệt đã nói là làm của các đồng chí chiến sĩ công an, hải quân, những đặc nhiệm tinh nhuệ của đất nước. Họ luôn quên mình, sẵn sàng vì nước, vì dân, giúp dân có cuộc sống bình yên, ấm no. Quý vị hãy cùng chúng tôi gửi những lời cảm ơn chân thành đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các khu vực nguy hiểm nhé. Còn bây giờ, xin mời mọi người cùng đến với chuyên mục Lời Phật dạy, nơi chia sẻ những câu chuyện Phật giáo hay và ý nghĩa, giúp thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn. Sống trong trần thế, chẳng ai là người không mắc phải sai lầm. Cõi đời được là cõi trần, mà đã là cõi trần thì làm gì có ai hoàn toàn trong sạch. Bụi đời đã phủ lên thân ta, len lỏi trong từng tế bào của ta. Chúng che mờ mắt, khiến ta không nhìn thấy con đường chính đạo, khiến ta lầm đường lạc lối, vần đục tâm hồn. Sám hối cũng có thể hiểu đơn thuần là lời xin lỗi. Đây là một hành vi đạo đức của con người khi họ gây ra lỗi lầm và muốn được người bị tổn thương tha thứ. Xin lỗi cũng là bài học mà ta được cha mẹ, thầy cô dạy dỗ từ khi còn bé và đó là điều rất cần thiết trong cuộc sống. Thế nhưng đâu phải ai cũng có thể và bằng lòng nói ra lời xin lỗi. Con người ta bị chính chấp ngã và chấp thủ của mình ghim chặt. Chấp ngã là đề cao cái tôi của bản thân, dù biết mình sai, mình có lỗi nhưng không chịu nhận lỗi vì sợ đánh mất giá trị của mình khiến người khác coi thường. Chấp thủ là khăng khăng, cố chấp cho rằng là mình luôn đúng, còn người khác thì sai, đó gọi là tính bảo thủ. Vậy nên với những người như vậy, lời xin lỗi trở nên vô cùng nặng nề và khó nói ra. Đức Phật dạy, trên đời có hai kiểu người đáng quý nhất, một là người không mắc phải lỗi lầm gì, hai là người có lỗi nhưng biết sai và chịu sửa chữa. Đã là con người, chúng ta ít nhiều sẽ mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống, đó chính là cái nghiệp của mỗi người. Vậy, bao giờ thì trả hết nghiệp, đây chính là thắc mắc muôn thuở của đời người. Nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó bao gồm cả việc biết mình sai và sửa sai như thế nào. Làm được điều này sẽ giúp ta nhận được sự kính trọng của người khác, khiến lòng nhẹ nhõm, thư thái, nhờ vậy mà nghiệp cũng vơi nhẹ đi. Đó là lý do vì sao chúng ta nên sám hối. Ý nghĩa của sám hối trong đạo Phật. Cả cuộc đời ai cũng tạo ra rất nhiều cái tội và cứ tiếp diễn hết kiếp này sang kiếp khác, vô tận, mãi không dừng bởi chúng ta là người phàm, bị những suy nghĩ phàm tục, cái lợi trần thế. Sống trong sự u mê nên luôn có những suy nghĩ và hành động sai trái, gây tổn thương cho người khác. Từ đó hình thành nên tội nghiệp, tức là cái nghiệp do tội lỗi mà ta gây ra. Tuy nhiên những tội nghiệp ấy không phải chỉ đời này mới có mà đã tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp của ta trong quá khứ. Đó cũng chính là lý do ta cứ mãi luẩn quẩn trong vòng luân hồi nhân quả do những tội nghiệp mà ta đã tạo ra. Trong lời Phật dạy về sám hối giúp ta hiểu ra rằng mọi tội lỗi trên đời đều do 10 điều ác đến từ thân tức là hành động, khẩu tức là lời nói, ý tức là suy nghĩ gây nên. 10 điều ác ấy bao gồm 3 điều về thân, sát sinh, trộm cắp, tà dâm. 4 điều về khẩu, nói dối, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt, nói lời gây chia rẽ. 3 điều về ý, tham, sân, si. Những người đã gây ra tội lỗi, làm người khác tổn thương, thường thấp thỏm, không yên lòng, lương tâm cắn rứt hoặc là gặp phải những chuyện không may về sau. Nhưng chỉ cần thành tâm sám hối sẽ thấy lòng được thanh thản, tâm hồn nhẹ nhõm. Sám hối còn giúp diệt trừ những tính xấu, ngăn chặn những lỗi lầm có thể phát sinh trong tương lai. Nhờ vậy mà con người ta sẽ trả dần được nghiệp của kiếp này, tiêu trừ tội lỗi của quá khứ để tương lai nhẹ nhõm hơn. Do đó, sám hối là điều tất nhiên phải thực hiện với mỗi người.
Xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn yêu thích thì hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video đến với những người bạn của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo với những nội dung vô cùng là thú vị và ý nghĩa.